Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Và như thường lệ ở phần 3 của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng gặp lại chị Bùi Thị Thao Ly là chuyên gia chứng khoán đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng và cùng đến với phần bình luận chuyên sâu về phiên giao dịch ngày 20 tháng 1. Chào mừng chị Ly quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ. Thưa chị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì đang lấy ý kiến cho dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán. Vậy theo chị thì đâu là những cái điểm đáng lưu ý trong cái dự thảo sửa đổi lần này và liệu là nó sẽ có những cái tác động như thế nào đối với thị trường chứng khoán ạ? Cũng có rất là nhiều cái điểm quan trọng trong cái luật sửa đổi luật chứng khoán lần này. Thì ngoài cái việc là hợp nhất hai sở và phân định ra ba thị trường gồm có thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh, thì tôi quan sát thấy có hai cái điểm khác cũng rất là quan trọng. Đó là điểm thứ nhất là để thu hút được cái dòng vốn đầu tư nước ngoài thì luật cũng có khả năng là sẽ nâng cái giới hạn sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài đối với các cái doanh nghiệp trên sàn, thì có thể sẽ theo cái hướng là áp dụng cái mức sở hữu tối đa là 100% thay vì cái mức chung là 49% như hiện nay đối với các cái doanh nghiệp mà không bị quy định trong cái biểu cam kết WTO hoặc là các cái ngành nghề có điều kiện nhưng không quy định giới hạn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thì tôi thấy đây là một cái điểm rất là tích cực, sẽ giúp thu hút được cái dòng vốn ngoại rất là mạnh mẽ trong thời gian tới, sẽ giảm bớt cái lo ngại của nhà đầu tư về việc là các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài có thể sẽ rút ra khỏi cái thị trường mới nổi, thì điều này nó sẽ giúp cân bằng được cái vấn đề dòng vốn ngoại. Điểm thứ hai mà tôi thấy cũng rất là quan trọng đó là sẽ tái định nghĩa lại các cái công ty đại chúng, thì theo cái hướng là sẽ nâng cao cái chất lượng của công ty đại chúng. Điều này thì cái vốn điều lệ có thể sẽ được yêu cầu ở cái mức cao hơn là 50 tỷ đồng và số lượng cổ đông cũng yêu cầu nhiều hơn ở mức là 200 cổ đông, trong khi các cái quy định cũ hiện nay thì đối với một công ty đại chúng thì vốn điều lệ chỉ ở mức 10 tỷ đồng và số lượng cổ đông thì chỉ ở mức là 100 cổ đông, thì việc nâng cao chất lượng các công ty đại chúng này thì cũng sẽ giúp nâng cao chất lượng các cái doanh nghiệp trên sàn. Trong giai đoạn cuối năm 2016 vừa qua thì có thể thấy là tỷ giá đã tăng mạnh và đã có những cái lo ngại là ngân hàng nhà nước sẽ nâng lãi suất tiền đồng để làm cái công cụ nên ổn định tỷ giá. Và theo chị thì cái thị trường tiền tệ cái trở thành tiếp tục là một cái lực cản đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán trong năm 2017 hay không? Đúng là cái giai đoạn mà tháng 11, tháng 12 giai đoạn bầu cử tổng thống Mỹ thì cái tỷ giá đã có cái biến động rất là mạnh và lãi suất thì sau đó cũng có những cái diễn biến bất thường. Tuy nhiên thì từ cuối tháng 12 cho đến nay thì tỷ giá cũng như lãi suất đã bắt đầu hạ nhiệt trở lại. Và điều đấy cho thấy cái điều hành của ngân hàng nhà nước đối với các vấn đề tỷ giá và lãi suất khá là tốt trong giai đoạn vừa rồi. Mỗi khi mà tỷ giá bắt đầu, mỗi khi lãi suất bắt đầu liên ngân hàng bắt đầu tăng lên và gần chạm cái mức là giới hạn là 5% thì bắt đầu lượng tiền đồng đã được bơm ra thị trường khá là nhiều. Ngoài ra cũng để ổn định cái tỷ giá thì ngân hàng nhà nước cũng đã bán đồng ngoại tệ ra đi thị trường. Thì điều này luôn giúp cho cái tỷ giá tránh những cái biến động quá là lớn. Thực tế thì cái biến động, mức độ biến động của tỷ giá của Việt Nam đồng so với USD cũng vẫn thấp hơn rất là nhiều so với lại biến động của các cái đồng tiền khác so với lại đồng USD. Và lãi suất cũng được duy trì ở cái mức là dưới cái mức giới hạn 5%. Thì ngoài ra thì một cái yếu tố nữa đó là cái nhu cầu phát hành trái phiếu chính phủ trong năm nay thì tôi cho rằng nó sẽ ít đi rất là nhiều. Có thể là chính phủ chỉ cần phát hành khoảng từ 90 đến 100 nghìn tỷ để bù đắp cái khoản lượng mà trái phiếu đã đáo hạn trong năm 2017. Và khi mà cái nhu cầu phát hành trái phiếu ít đi thì điều này nó sẽ không gây áp lực lên lãi suất và không khiến cái lãi suất có thể tiếp tục tăng mà có khi là giảm. Và ngoài ra thì các ngân hàng cũng nâng cao cái chất lượng tín dụng và cũng sẽ không gia tăng tín dụng bằng mọi giá. Và khi mà cái nhu cầu vốn đầu vào nó không quá căng thẳng thì kỳ vọng là lãi suất tiền gửi nó cũng sẽ giảm xuống và tạo điều kiện tiền đề cho cái mặt bằng chung của lãi suất được duy trì ở cái mức thấp trong năm nay. Thì tôi cho rằng những cái vấn đề về thị trường tiền tệ thực sự là đang ủng hộ cho một cái thị trường chứng khoán tăng trưởng hơn là cản trở cái sự tăng trưởng của thị trường. Vậy thì trong năm 2017 này chị Ly cho rằng đâu sẽ là những cái nhóm ngành sẽ tăng trưởng tốt và sẽ trở thành một cái kênh thu hút dòng tiền? Tôi cho rằng những cái nhóm đầu tiên là phải kể đến nhóm cổ phiếu, nhóm những cái doanh nghiệp lớn mà nhà nước thoái vốn và đẩy lên niêm yết trên sàn thì sẽ thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư và sẽ là động lực chính của chỉ số.
Thì đối với những cái nhóm ngành này, tôi nghĩ nhà đầu tư cũng nên lựa chọn một vài mã trong cái nhóm này để trong cái danh mục của mình. Ngoài ra thì nhóm ngành hàng tiêu dùng tôi nghĩ sẽ có nhiều động lực tăng trưởng với một cái đất nước mà dân số đông như Việt Nam và thu nhập đang có cái chiều hướng gia tăng, thì cái nhóm ngành này kỳ vọng sẽ còn rất là nhiều dư địa để tiếp tục tăng. Ngoài ra thì tôi cũng quan tâm đối với lại cái nhóm ngành vật liệu, ví dụ như là nhóm ngành thép chẳng hạn, thì hiện tại cũng đang có cái dư địa tăng trưởng nữa, khi mà cái lượng thép sản xuất trong nước cũng chỉ mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu thép nội địa. Và để đạt được cái mục tiêu tăng cái sản lượng trong năm nay khoảng tầm từ 16 đến 18% thì nhiều khả năng thì các cái biện pháp tự vệ sẽ được áp dụng và tiếp tục hỗ trợ cho cái nhóm ngành này tăng trưởng. Ngoài ra các cái mặt hàng, các cái nhóm ngành hàng hóa cơ bản khác như là cao su tự nhiên hay dầu khí cũng có thể sẽ có những cái bước tăng mạnh trong năm 2017. Quay lại cái nhóm ngành mà chúng ta đã đề cập ở trong phần trước, đó là nhóm ngành ngân hàng, thì đang có những cái chuyển biến rất là tích cực về chất lượng tài sản cũng như là quy mô cũng như là cái khả năng sinh lời, và do là cái mức định giá hiện tại đang khá là hấp dẫn so với thị trường chung thì nhiều khả năng cái làn sóng niêm yết mới của các ngân hàng sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho nhà đầu tư và nhiều cơ hội lựa chọn hơn cho nhà đầu tư trong năm 2017. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Ly rất nhiều ạ. Thưa quý vị, những nhận định cũng như là những ý kiến tư vấn vừa rồi của chị Bùi Thị Thao Ly là chuyên gia chứng khoán đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng cũng đã khép lại chương trình Giờ Cách Sổ ngày hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.